WHO cảnh báo cơn bão mới ở châu Âu đuôi Omicron. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại châu Âu kêu gọi các quốc gia tăng cường chuẩn bị trước nguy cơ số ca mắc COVID-19 tại khu vực sẽ gia tăng đáng kể do biến chủng Omicron. AP dẫn lời ông Hans Kluge, giám đốc WHO tại châu Âu, cho biết, trong vài tuần nữa, Omicron sẽ trở thành chủng virus lây lan mạnh nhất ở nhiều quốc gia trong khu vực châu Âu, gây thêm áp lực cho hệ thống y tế vốn đã quá tải tại các nước. Chúng ta có thể thấy một cơn bão khác đang đến, ông Kluge khẳng định. Theo ông Kluge, biến chủng Omicron đã xuất hiện ở 38 trên 53 thành viên WHO trong khu vực. Hiện tại, chủng virus này đã là biến chủng lây lan mạnh nhất ở Anh, Đan Mạch và Bồ Đào Nha. Tuần trước, châu Âu ghi nhận 2,6 triệu ca mắc mới và 27.000 người tử vong do nhiễm COVID-19 từ tất cả chủng virus hiện có. Con số này cao hơn 40% so với cùng kỳ năm 2020. Nhiều ca nhiễm mới có thể dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện, làm gián đoạn hệ thống y tế và các dịch vụ thiết yếu khác, ông Kluge lo ngại. Đại diện WHO cho biết 89% người châu Âu nhiễm Omicron có các triệu chứng phổ biến như ho, sốt, đau họng, vốn xuất hiện ở những biến chủng khác. Ngoài ra, mức độ lây lan chủ yếu của Omicron ở nhóm đối tượng 20 đến 30 tuổi. Theo ông Kluge, dù còn cần thêm nhiều nghiên cứu, biến chủng Omicron dường như có khả năng lây nhiễm mạnh hơn các biến chủng trước. Nổi bật với tốc độ lây lan chưa từng thấy, số ca nhiễm tăng gấp đôi sau 1,5 đến 3 ngày ở một số quốc gia. Ông Kluge kêu gọi chính phủ các nước châu Âu tiếp tục tăng cường tiêm chủng, ban hành biện pháp bổ sung nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị thật tốt nguồn lực trước nguy cơ về đợt bùng phát sắp tới. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!